Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Dù chỉ làm hải tặc trong 2 năm ngắn ngủi trước khi bị hải quân Mỹ chém bay đầu vào năm 1718, tên cướp biển khét tiếng người Anh Edward Teach với biệt danh Râu Đen đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các thủy thủ và tàu buôn trong thế kỷ 18 khi đi qua vùng biển Tây Ấn và bờ phía đông châu Mỹ. Và trong SBS-49, Oda cũng đã xác nhận với chúng ta, ông đã đặt tên cũng như xây dựng hình tượng Tứ Hoàng Râu Đen Masudi Teach dựa tên hải tặc khét tiếng người Anh Edward Teach. Thú vị hơn nữa, Edward Teach có rất nhiều cái tên, trong đó có một cái tên là Edward Thad. Và trong One Piece, Râu Đen chính là người đã giết Thad với mục đích gì thì chúng ta đều đã biết. Trên hết thì Râu Đen cũng chính là hải tặc được Oda yêu thích nhất. Và mặc dù ngay lúc này, Tứ Hoàng Kaido Bách Thú là hải tặc mạnh nhất thế giới, là tảng đá cản đường khổng lồ nhất mà Luffy cùng Enmurom từng phải đối mặt. Nhưng rõ ràng không phải Kaido hay Big Mom, mà chính là Tứ Hoàng Râu Đen mới là kẻ Luffy cần phải dè chừng, chú ý nhất. Tại sao không phải là Big Mom? Bởi dù nham hiểm thật, độc ác thật, nhưng trên hết vị nữ Tứ Hoàng này là một người mẹ của 85 người con và có những quy tắc đạo đức của riêng mình. Dù rút đi 40 năm tuổi thọ hay muốn cử sát thủ đi giết Lola, nhưng Big Mom chưa thật sự giết chết người con nào của mình cả. Trái ngược với Big Mom, Tứ Hoàng Râu Đen đã thẳng tay sát hại đồng đội và giết chết bố già râu trắng, người đã cưu mang nuôi nắng hắn ta trong suốt hơn 20 năm trời chỉ vì tham vọng của bản thân. Với một kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích như Râu Đen, thì theo bạn kết cục sẽ như thế nào? Tôi chưa biết và tôi cũng sẽ không đề cập tới điều đó ở hiện tại. Trong video này tôi sẽ nói một khía cạnh khác của Râu Đen, đó là về trái quỷ thứ ba, sức mạnh bóng tối, Haki Ba Vương và gót chân Achilles là gì. Trong thế giới One Piece có rất nhiều bang hải tặc sở hữu thực lực hết sức mạnh mẽ, có thể là những đại hạm đội lên tới cả ngàn người. Cho tới những bang hải tặc chỉ có một vài thuyền viên, nhưng năng lực chiến đấu của họ thì luôn vượt xa người bình thường. Mặc dù vậy, không phải bất kỳ bang hải tặc nào cũng có người được xưng tụng là những vị vua trên biển cả. Số ít có thể kể tới như vua tặc Conny Roger hay các tứ hoàng như Râu Trắng, Xoay Tóc Đỏ, Kaido Bách Thú, Big Mom hay là Râu Đen. Năng lực của họ đủ sức trở thành những đối trọng to lớn với chính quyền thế giới và là nỗi khiếp sợ cho những bang hải tặc khác. Tới mức chỉ với một lời nói của họ cũng đủ sức nặng để cho các bang hải tặc khác không dám bán mảng tới vương quốc mà họ tuyên bố bảo vệ. Dù có những điểm khác nhau, nhưng tự chung lại họ đều là thuyền trưởng, là những người đứng đầu của bang hải tặc của mình. Nhưng từng có một người được xưng tụng là vua, dù không phải là thuyền trưởng của bất kỳ bang hải tặc nào. Vâng, đó chắc chắn phải là Silver Relay, vua bóng tối, thuyền phó bang hải tặc Roger. Sức mạnh của ông lớn tới mức dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng hải quân vẫn rất thận trọng với những hành động của ông. Và chúng ta gọi đó là một sự khác biệt rất lớn giữa bang của vua hải tặc và bang hải tặc của các tứ hoàng. Và không ngoài khi tôi nói rằng, bang hải tặc Murom hoàn toàn có thể là một phiên bản nâng cấp của bang hải tặc Roger. Nếu Luffy đang đi trên chính con đường của vua hải tặc tiền nhiệm Roger, thì người được xem như thiền phó của bang hải tặc Murom, Rorona Yoro, cũng được xây dựng với nhiều điểm tương đồng với Relay. Cậu cũng đang từng bước chạm tay tới vị trí của một vị vua mới của biển cả như người tiền bối. Và với những diễn biến mới nhất của chapter 1010, ngay từ khắc cậu được Kaido xác nhận có sở hữu Haki Ba Vương, thì tôi chắc chắn Yoro sẽ sớm đạt được cái xưng tụng đó. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng, ở trên đường không hẳn mọi người đều biết đi về phía trước, nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần mặt trời lại xuất hiện ở đường chân trời, có nghĩa một ngày mới lại đến. Chúng ta có quyền tự nói với chính bản thân mình, đừng ngại trước đây mình như thế nào. Mọi thứ cứ bắt đầu lại từ đầu. Cho dù kết quả không theo ý muốn của mình, nhưng chỉ ít ra chúng ta có thể hãnh diện vì mình có đủ dũng khí để sở hữu một sự khởi đầu mới. Chúng ta cho rằng nó là đau khổ thì đó là đau khổ. Cho rằng đó là thử thách thì đó sẽ là thử thách. Chúng ta tin rằng ngày mai mọi thứ sẽ khác đi thì chúng ta sẽ cư xử như rằng chúng sẽ khác đi. Chúng ta cho rằng mình sẽ chôn chân chờ chết ở trong nỗi đau đó vĩnh viễn thì chỉ có thể nằm lại ở đó vĩnh viễn. Mỗi người trên con đường đời là một dáng vóc khác nhau, vị trí khác nhau, hướng đi khác nhau, khả năng khác nhau và dĩ nhiên tầm nhìn cũng như kết quả không thể nào so bì được. Thế nên đừng quá kiêu căng tự mãn, cũng càng không nên tự ti về mình. Cái gì cũng có thể không tốt nhưng tâm trạng thì phải tốt. Cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin thì phải luôn luôn. Cái gì cũng có thể không cần nhưng vui vẻ thì luôn luôn cần. Cái gì cũng có thể quên nhưng ta là ai thì phải luôn luôn nhớ. Mọi việc đều có thể thay đổi, quan trọng nhất là lạc quan, luôn mỉm cười, may mắn tự nhiên đến. Kozuki Ren đã chết và phần hồi tưởng của ông cũng đã thật sự kết thúc, nhưng những dư âm cho tới hiện tại nó vẫn chưa thật sự nhập phai. Trong cuộc chiến nào cũng vậy, sự hy sinh là điều tất yếu phải xảy ra, cho dù chúng ta có muốn hay không. Và một cuộc chiến càng lớn, càng khốc liệt thì sự hy sinh càng nhiều và càng đau xót hơn nữa. Nếu ở trận chiến tông bộ hải quân Marineford không có Kobe với vài giây bộc lộ dũng khí của mình, có thể cái chết sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Và ở Wano quốc này sắp diễn ra một trận đại chiến mà Oda miêu tả rằng nó còn lớn hơn cả trận đại chiến tông bộ hải quân Marineford trước đó nữa. Có nghĩa những cái chết, sự hy sinh là điều tất yếu phải xảy ra với cả liên minh hai tứ hoàng Big Mom Kaido và cả liên minh của Luffy. Và trong video này tôi sẽ nói lên suy nghĩ của mình về vấn đề đó và đối tượng mà tôi muốn nói tới chính là chiến bào kim đỏ. Trong cuộc bình chọn các nhân vật được yêu thích nhất trong anime tại Nhật Bản lần thứ 6 do tạp chí truyện tranh Weekly Shonen Jump tổ chức năm 2017 với gần 80.000 phiếu bầu, thì nhân vật được yêu thích nhất vẫn là Monkey D. Luffy với 11.737 phiếu bầu, Zoro đứng thứ hai với 10.442 phiếu bầu, Sanji đứng thứ ba với 10.215 phiếu bầu và chúng ta không bất ngờ với điều đó. Nhưng có một nhân vật trong lần bình chọn lần thứ 5 trước đó chỉ xếp thứ 35 thì trong lần thứ 6 này đã nhảy lên vị trí thứ 6, đứng trên cả Chopper, Nami hay Sabo. Và nhân vật đó không ai khác chính là hiệp sĩ biển cả Jinbe. Điều này đã giúp cho Jinbe trở thành người cá được yêu thích nhất trong One Piece, nhưng đó không phải là một sự ngẫu nhiên hay do may mắn. Jinbe, nếu tôi có chết như thế này, xin lỗi nhưng hãy chăm sóc giùm em trai tôi. Ta nói trước, Aisan, đừng coi trọng ta quá, ta không phải người tốt thế đâu.
Nó có thể là em trai cậu, nhưng trong thế giới hay tạc ta không trợ giúp cũng không bảo vệ người mà ta không thấy hứng thú. Đó là những gì Jinbe đã nói với A lúc cả hai người bị nhốt trong tầng 6 ngục Emerald. Nhưng sau đó thì sao? Ta đã quyết định cho dù đánh đổi cả tính mạng cũng phải bảo vệ người này. Và có thể thấy Jinbe không chỉ hứng thú với Luffy cùng với bang Murom, ông còn hứng thú với tất cả người cá hoặc những ai có liên quan tới người cá theo chiều hướng tốt đẹp. Tứ hoàng râu trắng là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Và đây chính là tiền đề cho việc Jinbe gia nhập trở thành thành viên thứ 10 trong bang hải tặc Murom. Đặc biệt hơn nữa, Jinbe là thành viên đầu tiên gia nhập bang hải tặc Murom sau 2 năm time skip. Và Jinbe cũng là thành viên đầu tiên của bang hải tặc Murom từng có liên kết với chính quyền thế giới. Hay Jinbe cũng là thành viên bang Murom duy nhất có chung nhóm máu với Luffy như máu F. Với những điều này, theo bạn Jinbe sẽ có một sức mạnh như thế nào? Vai trò trong tương lai của Jinbe ra sao? Tất cả sẽ được tôi đề cập tới trong video này. Cùng với Luffy, Zoro và Jinbe, Sanji là một trong 4 quái vật của bang hải tặc Murom. Ngay lúc này, đầu bếp Sanji có mức tiền truy nã cao thứ 3 trong bang, chỉ đứng sau thuyền trưởng Luffy và người lái tàu Jinbe. Chúng ta không biết nhiều về tuổi thơ của Jinbe, chỉ biết rằng ông là đứa trẻ mồ côi sống ở cùng người cá. Chúng ta cũng không biết nhiều về tuổi thơ của Zoro, chỉ biết rằng tuổi thơ của cậu gắn liền với ngôi làng Shimotsuki ở biển Đông, gắn liền với cô bạn Kuina, với thầy của mình Koshiro. Chúng ta đã biết khá nhiều về tuổi thơ của Luffy. Mặc dù không có sự chăm sóc của cha mình, Monkey Dragon, và Gáp cũng chỉ lâu lâu mới tới thăm một lần. Tuổi thơ của Luffy gắn liền với sự yêu thương của gia đình sơn tặc Dadan, của người dân làng Fusa, và đặc biệt là của hai người anh kết nghĩa tuyệt vời, Ace Sabo. Tuy Dragon không chăm sóc Luffy, nhưng Dragon vẫn rất thương yêu, quan tâm tới Luffy. Vậy nên dù không trọn vẹn, nhưng Luffy vẫn có một tuổi thơ đẹp, nhiều màu sắc. Còn Sanji, nhân vật chính của video này có tuổi thơ như thế nào? Là cha ngươi, ta có một yêu cầu cuối cùng dành cho ngươi, Sanji. Đó là yêu cầu về huyết thống giữa chúng ta. Ta cấm ngươi nhận mình là con trai ta dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngươi là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời ta, là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy nhục nhã. Đó là câu nói của người cha ruột Vinmot chết dành cho con trai của mình, Vinmot Sanji. Bạn có nghĩ nó đau nào hơn việc bị chính người cha ruột của mình hắt hủi? Trong bang Murom, Sanji là thành viên duy nhất có sức thăng hoàng tộc, nhưng điều đó không giúp cho Sanji có một tuổi thơ hạnh phúc hơn. Ngược lại hoàn toàn, tuổi thơ của Sanji chỉ là một màu đen u tối. Họ may thì có chút le lói màu sắc tươi sáng từ người mẹ của mình, Vinmot Sora, nhưng cũng không được bao lâu. Tuổi thơ của Sanji gắn liền với sự hắt hủi của người cha ruột Vinmot chết, sự bạo hành của những người anh em sinh tư với mình. Sanji phải chịu đựng tất cả những điều đó là bởi cậu không giống như sự kỳ vọng của người cha tham danh vọng, bởi cậu yếu đuối hơn, bởi cậu giống một người bình thường hơn là những người anh em sinh tư của mình. Nhưng cuộc đời vốn dĩ nghiệt ngã và nhiều trái ngang. Nếu không có đứa con năm xưa Vinmot chết hắt hủi, cảm thấy nhục nhã, cấm nhận mình làm cha cứu mạng, thì có lẽ gia tộc Vinmot, vương quốc Rima đã không còn. Vinmot chết cùng những đứa con ông ta hết mực thương yêu, tự hào kia sẽ bỏ mạng tại Đao Bánh, thánh địa của tứ hoàng Big Mom. Một nơi đến thì rất dễ, nhưng đi thì khó vô cùng. Vậy Sanji có thật sự yếu đuối, có thật sự là chẳng có nổi một tia hy vọng nào để có thể đối đầu và sống sót với hiện thực tàn nhẫn của thế giới này, giống như lời Vinmot chết đã đầy nghiến Sanji? Tôi chắc chắn rằng tiềm năng sức mạnh của Sanji lớn hơn những gì Vinmot chết tưởng tượng rất nhiều. Và so với những đứa con mà ông hết mực thương yêu kia thì Sanji mạnh hơn rất nhiều lần. Trong video này tôi sẽ không đề cập tới phương diện đầu bếp, mà chỉ đi sâu vào phần khả năng thể chất, sức mạnh của Sanji, để xem thử một trong 4 quái vật của bang hải tặc Murom là một trong 3 thành viên mạnh nhất dưới trướng vua hải tặc tương lai thì sẽ có những sức mạnh nào. Ở chapter 999 trước đó, sau bao nhiêu đồn đoán, dự đoán và giả thiết, thì Oda cũng đã tiết lộ món nợ của Kaido với Big Mom là gì. Theo đó, cái ngày bang hải tặc Rock tan rã ở God Valley 38 năm trước, Big Mom đã tặng cho Kaido trái quỷ Zoan thần thoại, trái cá Uonomi. Hay việc Big Mom nhắc tới Robin, nhắc tới phiến Rock Bonnie, hay chúng ta cũng đã thấy Marco quắp Zoro đưa lên đỉnh đầu lâu trong sự truy cản quyết liệt của King và Queen. Nhưng có lẽ điểm quan trọng nhất của chapter 999 trước đó chính là đoạn hồi tưởng ngắn về A của Yamato và của Marco. Bogarty A, người trai kết nghĩa tuyệt vời của Luffy, đã chết 2 năm trước trong trận đại chiến Marineford. Và cho tới giây phút cuối của cuộc đời mình, tất cả những gì A làm cũng đều là vì Luffy, đứa em trai bé bỏng mà cậu hết mực thương yêu, lo lắng. Và không ngoài khi tôi nói rằng, ở khía cạnh nào đó, đối với Luffy thì A, Sabo còn quan trọng hơn cả ông nội Gáp hay người cha Dragon của mình. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ. Dù A đã chết, nhưng những dư âm đẹp về nhân vật này chưa bao giờ tan biến trong lòng những độc giả như chúng ta. Và dường như Oda cũng muốn thể hiện điều đó. Vậy nên tôi nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà Oda lại sắp xếp để A xuất hiện ở chapter 999 và cả trong chapter 1000, một cuộc mốc vô cùng ý nghĩa này. Cậu ta là Luffy Murom, đó là tiêu đề của chapter 2. Vào thời điểm này, Luffy vừa mới ra khơi, con thuyền nhỏ của Luffy tăng tành vì gặp xoáy nước. Sau đó Luffy gặp Kobe, người bạn đầu tiên của mình, và đối mặt với trị sát Avida, một khoái tặc ở biển Đông. Tiếp sau đó, truyền thuyết bắt đầu, là tiêu đề của chapter 100. Thời điểm này, Luffy có những người đồng đội đầu tiên là Zoro, Nami, Usopp và Sanji. Luffy cũng vừa đánh bại bang hải tặc mạnh nhất biển Đông, Dong Rai, và có mức tiền truy nã cao ngất ngưỡng 30 triệu Bailey. Luffy cùng với những người đồng đội của mình đang ở thành phố của sự bắt đầu và kết thúc Logatown, là nơi vua hải tặc Conny Roger bắt đầu chuyến hành trình vĩ đại và cũng là nơi ông kết thúc cuộc đời lừng lẫy. Và cũng giống như chapter 2, tiêu đề của chapter 1000 mới nhắc là Luffy Murom. Nhưng Luffy Murom hiện tại đã khác Luffy Murom của 2 năm trước rất nhiều, là một sự lột xác vô cùng ngoạn mục. Nếu chapter 2 là sự bắt đầu của một cái tặc trẻ, chapter 100 là một bước ngoặt, là sự bắt đầu của một truyền thuyết, của một cái tặc hiện thoại, khi Luffy cùng với những người đồng đội của mình rời biển Đông, vượt qua núi Đông Nghịch tiến vào đại hải trình, thì chapter 1000 mới nhất này đánh dấu một bước chuyển mình lịch sử của Luffy cùng với bang Murom. Chỉ cần thêm một bước nữa, vượt qua một chướng ngại vật nữa,
thì coi như Luffy đã đặt một chân vào ngôi đền của những hải tặc huyền thoại như Râu Trắng, như Roger, như Rock Elizabeth. Luffy là một nam châm có từ tính cực mạnh. Luffy là một con người sở hữu hiệu ứng lan tỏa Halo Effect tuyệt vời. Người nhiệt tình như Luffy thường hướng về phía mặt trời và tránh xa đêm tối. Chính vì vậy, chúng ta không chỉ thấy tính cách của Luffy luôn sôi nổi, rạng rỡ mà vận mệnh cũng giác đầy ánh sáng. Cho dù Luffy gặp nguy nan cũng dễ dàng chuyển giữ hóa lành, bởi vì không chỉ có thằng may mắn luôn đứng về phía cậu ta, mà những người xung quanh nói chung đều nhiệt tình dâng tặng tình bạn cho Luffy, sẵn sàng sống chết vì Luffy. Luffy ra khơi với con số không tròn trĩnh, nhưng ngay lúc này Luffy gần như đã có tất cả, có những người đồng đội tuyệt vời đầy sức mạnh, có một con tàu hiện đại, có rất nhiều người yêu quý ngưỡng mộ. Nhưng trên hết, đối mặt với Luffy còn non trẻ 2 năm trước chỉ là những hải tặc tầm thường của biển cả như Avida, Don Rai hay cao hơn là Crocodile, Gecko Moria. Thì ngay lúc này, đối mặt với Luffy Murom không chỉ là một mà tới tận 2 tứ hoàng, những vị vua thật sự ở tận thế giới. Và đó cũng chỉ là một trong những thông tin hấp dẫn mà Oda muốn dành tặng cho tất cả chúng ta thông qua chapter 1000 đặc biệt này.